Alo, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2. Sao người em? Người em, vậy được không? Vậy được không? Thì gái em nói đó. Thì thứ hai, thứ ba là em có rồi đó. Vậy đi. Sao có đâu, tại người ta đặt chứ đâu phải là giờ này kèm chết đâu. À, chào mừng quý khán giả và các bạn, chúng ta đang có mặt tại sân đá Hoàng Hậu của sao Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng các bạn, để theo dõi trận giao hữu siêu kinh điển vào chiều ngày hôm nay, trận đấu giữa hai đội FC Star và cao thủ quán cờ Mỹ Mỹ các bạn. Ở các quân trong hiệp hội đấu thứ nhất này thì cao thủ FC Star sẽ thi đấu phần sân tay trái trong phục màu trắng quân đen các bạn, còn cao thủ quán cờ Mỹ Mỹ thi đấu bên phần sân tay phải trong phục màu đỏ quân xanh. Và trọng tài bắt chính trong đấu ngày hôm nay chúng ta đó là trọng tài anh Thanh Hiền. Và để cho quý khán giả và các bạn chúng ta tiện theo dõi ở những phút thi đấu tiếp theo hiệp một này, vận động viên xin điểm qua 14 cái tên đang có mặt trên sân lúc này các bạn. Bên phía đội FC Star thi đấu một áo trắng quân đen, chúng ta có thủ môn Dĩ Khang, trung vệ đó là Sa Tha, hậu vệ biên phải đó là Tấn Trạng, hậu vệ bên trái là Chí Khang, cặp tiền vệ là Văn Phú và Thế Thiện, và tiền đạo chơi vị trí cao nhất đó là cầu thủ số 10 đó là Thành Hưng các bạn. Đó là 7 cái tên ra quân trong đội hình của FC Star. Còn bên phía đội FC Quán Cờ Mỹ Mỹ, chúng ta ra quân với thủ môn đó là thủ môn Pinu, trung vệ đó là Wakasuko, hậu vệ bên trái đó là Kỳ Trường Ngọ, hậu vệ biên phải đó là Duy Công, tập vệ là Giang Cá Chê và Quang Gia, và tiền đạo chơi vị trí cao nhất đó là Quang Hương các bạn. Đó là những cái tên có mặt trong đội hình của cả hai đội bóng chúng ta. Đây là môn bí đu. Thời tiết vào chiều ngày hôm nay đó là rất mát mẻ cho hai đội bóng ta thi đấu các bạn. Có chuyển mưa, hy vọng là những phút thi đấu tiếp theo thì sẽ không có mưa các bạn, để cho trận đấu chúng ta diễn ra và đó là thuận lợi để rồi quý khán giả được xem một màn trình diễn phải nói là hấp dẫn giữa hai đội bóng đó là FC Star và Quán Cờ Mỹ Mỹ các bạn. Sẽ có một đường phá bóng lên cho thủ môn Minu. Một lần nữa chúng ta đang có mặt tại sân đá Hoàng Hậu xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng các bạn. Một mọi thông tin chi tiết như là số điện thoại của anh Toàn Máy Ủi, chủ sân đá Hoàng Hậu, vận động viên đã cho chạy chữ bên dưới rồi, chúng ta có thể dễ dàng liên hệ gặp anh Toàn Máy Ủi với số điện thoại là 0919 864 666 các bạn. Đây là Kiệt Trường Thọ với điểm. Đó là bàn thắng mở tỷ số của Kiệt Trường Thọ, 1-0 cho các đội quốc ngữ Mỹ bạn. À, Kiệt Trường Thọ thì theo bình chọn trên sóng vận động viên Quang Thuận thì bàn thắng đẹp nhất tháng 4 là bàn số 2 của Kiệt Trường Thọ, là được khán giả bình chọn nhiều nhất các bạn. Và hiện tại thì Kiệt Trường Thọ là cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất tháng 4. Ít phút nữa thôi thì trận đấu này chắc lát nghỉ giải lao, chắc nhờ anh Toàn Máy Ủi đem hộp giày cho các bạn để tặng và tặng cho Kiệt Trường Thọ luôn các bạn ơi. Tiếp tục.
Đây là kiệt truyền thống của đường chi nhìn trên quán gia. Xin chào Đại Gia Bảo, xin chào Sơn Định Định Đen, chào Nguyễn Tâm, chào quý khán giả và các bạn đã vào xem livestream của buổi xoay đầu bóng chúng ta. Và trong tháng năm này cũng đã có rất nhiều bàn thắng đẹp các bạn. Khi chưa ngọn được truyền về dành cho Wakasugo. Wakasugo hiện tại đang thi đấu vị trí trung vệ cho cái đội quán quân Mỹ các bạn. Đây là Yikom. Đây là quán gia Wakasugo. Đây là thể hiện làm gì đây? Còn được truyền về cho Quang Phú. Đây là Chí Khang. Được truyền về cho trung vệ Sathe. Vẫn là cao thủ trắng quần đen các bạn, cao thủ FC sau. FC Star là tiếng Anh, còn tiếng Việt là sau các bạn ngôi sao. Đây là Chí Khang. Chí Khang làm gì đây? Pha đảo chân. Đây là Chí Khang. Được chiến không? Đó là bóng chính xác của đội môn Pido. Còn nữa chào quý khán giả các bạn, ta vào xem livestream cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta. FC Star và quán cầu Mỹ các bạn. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về các đội quán cầu Mỹ với bàn thắng của Kiệt Trường Thọ. Sẽ có thủ đá vào góc cho các đội FC Star. Và Chí Khang làm đủ đá vào góc cho các đội FC Star các bạn. Tiếp tục đá vào góc dành cho các đội FC Sata. Và đó là hai đội bóng chúng ta cũng đã quá quen thuộc với Bình Dương các bạn. Bình Dương giờ chỉ nhìn mặt là biết tên thôi chứ không cần nhìn số nữa các bạn. Sẽ có một huống để miền cho các đội FC Sata. Này là môn Dĩ Khang. Đây là tấn trang các bạn, đường truyền nhìn cho Thế Liên. Đây sát ha, đây là cầu thủ trắng, đủ các bóng Hoàng Thương. Đây là kỳ truyền thọ đường truyền cho Hoàng Thương làm gì đây, vẫn là Hoàng Thương chứ không dứt điểm không vào. Và dứt điểm chưa chính xác của Giang Cát Chê các bạn. Tấn trang. Sẽ hướng ném biên cho các cầu thủ quán của Mỹ, cầu thủ đỏ. Xin chào Đức Hải nha, gọi là nhắn là Kiệt Trường Thọ đá nhiều quá phong độ xuống thấy luôn, gõ luôn rồi. Kiệt Trường Thọ mới ghi bàn và lấy số đó nha Đức Hải. Hiện tại thì Kiệt Trường Thọ đang phong độ lên maximum lên chứ không phải xuống phong độ đâu nha. Sẽ có một hướng ném biên cho cầu thủ trắng. Đây là Chí Khang các bạn. Chứ trận đấu này diễn ra là Kiệt Trường Thọ là lụm năm xị rồi đó các bạn. Lụm năm xị ở trong tay rồi đó. Đây là thủ môn Bidu. Đó là một đường truyền nhìn cho Kiệt Trường Thọ các bạn. Đây là Kiệt Trường Thọ. Sẽ có một đường đá vào góc cho các đội Star. Đây là Tấn Trang đá vào góc. Một đường chiếu bầu. Đây là Kiệt Trường Thọ. Xin chào Đức Hải nha. Đây là Ba Quang ơi, chưa thành công. Sẽ có một thuận pha góc dành cho cao thủ FC Star. Xin chào Đức Hải, cà kìa Kiệt Trường Thọ bạn. Thành Hưng. Dứt điểm không hầu. Và dứt điểm có thể hiện đây là gì không? Dứt điểm. Đó là bàn thắng của Văn Phú các bạn. Văn Phú vừa ghi bàn trong bàn số 1 đều cho các đội áo trắng FC Star. Tỷ số đã được sang bằng 1 đều. Xin chào Nguyễn Anh Mộc. Nguyễn Anh Mộc cà khịa Thành Hưng các bạn, còn chạy nổi nữa hả? Đó là nhắn của Nguyễn Anh Mộc. Đây là Wakasugo, một đường truyền cho Giang Cá Chê đánh đâu. Và đầu Giang Cá Chê bóng hơi cao các bạn, bóng lên cho thủ môn Dĩ Khang. Chung dậy sát ha, đổ Thế Thiện. Và đội bóng đổ Thế Thiện, một đường truyền cho Văn Phú.
Sẽ cầm đồ có bóng lên dành cho thủ môn Pino. Pino sẽ phá bóng lên cho mày. Đây là Wakasugo. À, xin chào anh Trường An, người đã nhắn với Thành Hưng là đá banh cười lên nhé. Đây là cái trường thọ các bạn. Cái trường thọ mới chiên, không lên. Đây là Chí Khang. Chí Khang làm gì đây? Rồi cắt bóng với Di Công, thọ góc cho các lộ FC Star. À, xin chào Kha Tôm, năm sĩ gì vậy? Thường năm sĩ bằng tháng đẹp nhất tháng 4 chứ cái gì Kha Tôm? Phản công dành cho các lộ quán của Mỹ các bạn. Thì bóng sẽ được trả về cho thủ môn Dĩ Khang các bạn. Thế Thiện à, xin chào Kha Thôn, xin chào Phước Hải, Hải Bách các bạn. Kha Thôn này trong tháng 5 thì Kha Thôn như cũng có bàn thắng đẹp đó các bạn. Tháng 5 hay tháng 4 ta? Quên mất tiền rồi. Nhưng mà trong tháng 4 thì anh em bình chọn cho bàn thắng kia trường thọ là nhiều nhất nha các bạn. Và đây là Quang Thương giữ điểm không vào, tặng lên cho môn Dĩ Khang. Về xa the Dĩ Khang còn nữa. Cảm ơn Kha Thơm, cảm ơn Phước Hải, Hải Bách, cảm ơn Trường An, cảm ơn quý khán giả và các bạn. Cảm ơn cho bên em đã vào xem livestream cổ vũ soi đá bóng chúng ta. Lượt chuyển quang của Giang Biên dành cho Tấn Trang. Sẽ có đủ bóng lên cho thủ môn Bí Đu. Wakasugo, một đường chuyền dành cho Di Cơm các bạn. Vẫn là trung vệ Wakasugo, đây là Kiệt Trường Thọ. Bóng lên xin lỗi bạn ném biên dành cho cao thủ FC Star. Xin chào Xuân Ngọc, đó là nhắn là chúc anh em Mỹ Mỹ thi đấu tốt nha. Đó là nhắn của một khán giả Xuân Ngọc. Đây là Quang Phú các bạn. Đây là Quang Phú. Vừa chuyền về dành cho Sa Thế à. Đây là Quang Phú. Và đây là Tấn Trạng các bạn. Sa Thế à. Xin chào Phước Hải, Hải Bách. Hải Bách gửi này nhắn là hỏi anh Tùng Mỹ Mỹ còn nhớ em không. Sẽ còn hưởng đá phạt dành cho các cầu thủ FC Star các bạn. Đây là Sa Thế à. Đây là Chí Khang. Thành Hưng gần quá rồi, gần Thành Hưng được chiếu bao thủ môn Pino đã bóng chính xác rồi. Xin chào một lần nữa, chào Xuân Ngọc, cầm chào Phước Hải, chào Má Cắm đi chơi. Sẽ có mình hụng ném biên cho các cầu thủ áo trắng FC Star. Thể Thiện được chuyền về cho Sa Thế. Sa Thế chuyền bóng cho Chí Khang làm gì đây? Chí Khang sẽ làm gì đây? Một pha đi bóng của Chí Khang đủ các bóng có gì không? Ném biên cho các cầu thủ FC Star. Chí Khang cú dứt điểm không vào. Xin chào Như Ý Ngô, quán cô Mỹ Mỹ mãi đỉnh. Đó là nhắn của khán giả ngôi Như Ý Ngô, con bà xã của anh Tùng Mỹ Mỹ. Và đây là thủ môn Di Cơm sẽ không đủ phát bóng lên. Đây là Wakasugo. Hồi chuyện đến vị trí của Giang Cá Chê làm gì đây? Và đây là Hoàng Thương làm gì đây? Quảng Thương một đường chuyền cho Kiệt Trường Thọ các bạn. Và các bóng của Quang Vũ đó, đường chuyền dành cho Chí Khang. Sẽ có một tình huống đá phạt lên dành cho cao thủ quán cầu Mỹ các bạn. Đụng trả bóng về cho thủ môn Dĩ Khang. Dĩ Khang chịu bóng cho Quang Vũ. Tấn Trạng chuyền đến vị trí của Thế Thiện các bạn, hơi mạnh
Xin chào Như Ý Ngô, người ta nhận là bình tĩnh. Ý Mỹ ơi, đó là nhận của Như Ý Ngô các bạn. Thủ môn Arsenal bạn, đây là Di Công, hậu vệ bên phải các bạn. Chào anh Kỳ Văn Chủ, chúc hai đội thi đấu vui vẻ. Đó là nhắn của Kỳ Văn Chủ. Đây là mình được Di bị nội thương rồi, bữa giải tới giờ chưa hết gạ các bạn. Sao thế, không được, phản công cho cái rổ đỏ. Đây là Hoàng Thương, một đường chuyền cho anh Quang Gia dưới điểm. Đó là phối hợp giữa Hoàng Thương và Quang Gia. Hòa đội bóng bên Quang Gia ghi bàn đánh số lên 2-1 cho cao thủ quán cầu Mỹ các bạn. Và công rất hay của cao thủ quán cầu Mỹ Mỹ. Và các bóng rất nhanh của Hoàng Thương. Rồi Chí Khang, một lần nữa cảm ơn Kỳ Văn Chủ, cảm ơn Kỳ Văn Chủ, cảm ơn Như Ý Ngô, cảm ơn Má Cắm đi chơi. Cảm ơn quý khán giả và các bạn đã xem live stream cổ vũ cho đội bóng chúng ta. Thắng trận. Đội chuyền về trên vòng dễ ngay. Xin chào Như Ý Ngô, cả nhà nhắn là hay quá Khay ơi. Khay Quang các bạn, Khay Quang già. Và đây là Hoàng Thương. Hoàng Thương làm gì đây? Các bóng sao thế à? Và đây là Văn Phú, một chân cho khe rất hay. Đây là Thành Hưng các bạn, rất kỹ thuật. Đó là pha cắt bóng của Wakasuko để biên cho các đội đó quán công Mỹ Mỹ. Chào Tô Thế Vân. Hello Minh Xin. Thắng trạng các bạn. Một đường chuyền dành cho Văn Phú làm gì đây? Thể hiện vẫn là cao thủ FC Star. Xin chào Nguyễn Anh Mật, đã nhận được ước được muối cho Thành Hưng các bạn. Là con đủ phạm lỗi rồi, tình huống phạm lỗi vừa quá khá siêu cầu là Chí Khang đã phạt cho cao thủ FC Star. Chúng ta sẽ đến với tình huống đá phạt của cao thủ áo trắng các bạn, Star FC. Chí Khang và Thành Hưng là hàng thủ đang đứng trước pha đá phạt này. Chí Khang bóng đã đi xuyên hàng rào nhưng đi hơi nhẹ các bạn. Thủ môn Binu đã bắt bóng chính xác rồi, được chuyền cho Văn Cát Chi. Chí Khang đã bóng chính xác rồi và ngả bóng rất kịp thời. Thủ môn Chí Khang. Chào anh Kỳ Văn Chủ, người ta nhắn là Kỳ Cá Biển hôm nay không đá cho Thanh Lê FC ở sân Hương Việt hả? Đó là nhắn của anh Kỳ Văn Chủ các bạn. Xin chào tôi nếu bạn bước được lên màn hình. Đây là ba chỉ điểm Quang Phú không vào. Qua điểm bóng qua đầu nhưng không được công của Quang Phú, các bạn bóng đi hơi cao. Xin chào tôi nếu bạn muốn lên đây lên sóng thì lên đây anh zoom vô tặng mặt luôn nè tôi nếu bạn. Dạng cá chê. Sẽ có một hướng phát bóng lên dành cho cao thủ FC Star. Thể hiện các bạn. Một đường chuyền dành cho Văn Phú. Văn Phú, Quang ơi. Đã có một tình huống phạm lỗi rồi. Một tình huống phạm lỗi rồi các bạn. Sẽ có một đường đá bèn dành cho cao thủ FC Star các bạn. Và bây giờ thì đúng đá bèn của Thành Hưng. Thành Hưng đối mặt với thủ môn Binu. Và dự điểm fair play của Thành Hưng các bạn. Và đó là thủ môn Binu phát bóng trả bóng về dành cho Dĩ Khang. Rồi xin chào anh Kỳ Văn Chủ. Đây nhắn là trọng tài hôm nay mặc đồ đẹp quá các bạn. Đó là nhắn của Kỳ Văn Chủ, đây là thao bể đã được tung vào xong mình phía đội Star FC. Còn nữa cảm ơn Kỳ Văn Chủ, cảm ơn Tô Thiếu Phong. Cảm ơn quý khán giả và các bạn đã vào xem live stream cổ vũ cho đội bóng chúng ta. Đây là Thành Hưng. Đây là Quang Phú các bạn, một đường chuyền nhập biên dành cho Tấn Trạng. Cho khá. Đây là thủ môn Binu. Một pha đá bóng lên dành cho Giang Cá Chê. Thảo Bảy. Đó là đường chuyền dành cho thủ môn Dĩ Khang.
sẵn sàng. Và đây là Thế Thiện. Đổi cái. Căng lỗ trắng. Thế Thiện. Chạy dạy thao bãi của Điều Số Khang. Đó là bàn cá bóng của Hoàng Thương để biên cho các cầu thủ FC Star các bạn. Chí Khang sẽ có một đường đá vào góc cho các cầu thủ trắng. Xin chào huấn luyện viên Calixto, chào huấn luyện viên và mọi người. Cảm ơn huấn luyện viên Calixto các bạn. Calixto là huấn luyện viên huyền thoại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam rồi, còn ở Mỹ Tú Vũ Thảo chúng ta có huấn luyện viên Calixto. Ủa đi, đó là pha dứt điểm của Thế Thiện. Hoàng Minh huấn luyện viên của đội gửi xe thanh gì đó. Ui ôi, người em ơi, còn cái dù đem đây mượn sẵn lên dù người em. Mười lấy không kịp, lấy sẵn đi. Em biên cho các đội trắng. Đây là tình huống cắt bóng của Kỳ Trường Thọ, đá biên cho các đội áo trắng tiếp tục. Các bạn xin chào Hoài Đức. Đây là Hoàng Thương. Hoàng Thương, Hoàng Thương làm gì đây? Hoàng ơi, bạn các bạn có thao bể. Và đây là sẵn sàng, xin chào Hoài Đức nha. Hỏi anh Tòng ấy, ủi có không? Họ là nhận của Hoài Đức. Chào Lý Siêu Quỳnh, Chí Khang về giáo hoàng ở đây. Đó là nhận của Lý Siêu Quỳnh. Họ đi bóng của Giang Cá Chê các bạn. Đó là các bóng của Thao Bể. Sẽ có một tình huống đá vào góc dành cho các cầu thủ đó. Quán cơ Mỹ Bỉ. Còn nữa chào Lý Siêu Quỳnh, chào Hoài Đức nha. Chào anh Kỳ Văn Vũ. Hôm nào đội anh vô sân Hoàng Hậu đá giao hữu với FC Bảo Châu, kêu trọng tài Thanh Điền thổi gói dịch vụ nha. Đó là nhắn của anh Kỳ Văn Chủ. Ok, chốt đơn luôn anh ơi. Để chụp về thao bể các bạn. Sẵn sàng. Đó là chuyện của Thắng Sạn, nhạc viên dành cho Chí Khang. Chí Khang sẽ làm gì đây? Thành Hưng. Thắng Sạn vẫn là cái đội trắng FC Star các bạn. Thắng Sạn và đây là pha cắt bóng của Wakasuko. Xin chào Thắng Cá Kiển. Sân này là sân bóng đá Hoàng Hậu các bạn ơi. Không được, cảnh trạng đây là Hoàng Thương. Vẫn là Hoàng Thương, một đường xuyên cho kia Trường Thọ. Dứt điểm. Không vào. Không vẫn còn, đây là Thắng Trạng các bạn, Trạng Ly. Kia Trường Thọ có bóng đúng không? Sẽ có đủ đá phạt dành cho các bộ quán cô với Mỹ các bạn. 20 phút thi đấu của hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua. Sẽ còn thủ đá phạt dành cho các thủ quán cờ Mỹ các bạn. 20 phút thi đấu của hiệp 1 sẽ trôi qua, đã trôi qua và sẽ có những sự thay đổi người. Mình phía đội Star, FC Star có sự hai sự thay đổi người các bạn. Ngọc Quý và Văn Toàn vào sân. Hai cầu thủ vào sân bên phía đội Star đó là Ngọc Quý và Văn Toàn. Trận đấu phạt giữa sân, từ giữa sân của các cầu thủ quán quân Mỹ. Đánh đầu. Đá phạt lên dành cho các cầu thủ Star, hoàn bóng đã chạm tay của Giang Cái Dê. Đây là Văn Toàn. Một đường chuyền dành cho Thao Mỹ. Đó là Văn Toàn các bạn. Ngọc Quý. Văn Toàn vận chuyền cho Văn Phú. Được cho khá, không được. Wakasuko đã có bóng, các bóng thành công và bất bại các bạn. Bản đầu của Thao Bể qua đây là Ngọc Quý. Kỳ Trường Thọ. Và đây là Văn Toàn. Vận chuyền dành cho Chí Khang. Chọn là Chí Khang mang đường truyền về dành cho Văn Toàn.
Hả bảy? Ngọc Quý. Vẫn là Ngọc Quý, một đường truyền về dành cho sao vậy? Vẫn là cầu thủ star. Chỉ khen. Ủa dưới điểm từ xa. Cầu vào. Đó là bàn cản phá của Romobinu. Đây là quả bóng được chiếu vào. Romobinu đã bóng chính xác rồi. Đây là Duy Công. Mình xin cho Giang Cá Chê các bạn. Đây là kỳ chuyên đoạn. Lời truyền về trời quá cái số cồn rất hay. Khi trường đó làm gì đây? Xin chào anh tướng Robben, hãy là bên gì? Hai đội đã hay quá. Đó là nhắn con tướng Robben các bạn, một lần khen cho hai đội bóng chúng ta đã hay các bạn. Đây là Giang Cá Chê bị chua, không được qua đây bóng hơi dài của Giang Cá Chê. Không lên thì không dễ khăn. Xin chào anh Kỳ Ban Chủ, cái này nhắn là lâu rồi không thấy Phú U cộng đá các bạn. Đó là nhắn của anh Kỳ Ban Chủ. Đây là Chí Khang. Chí Khang làm gì đây? Đường truyền dành cho Thế Điện. Đó hay, vẫn là Chí Khang. Đây là Quốc Cao Su Cô. Và đây là Văn Phú các bạn. Sẽ cầu thủ ném biên cho cao thủ trắng. Đây là Ngọc Quý. Xin chào Hậu Trà. Xin chào Hậu Trà, đây là sân bóng đá Hoàng Hậu xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng các bạn. Đó là vài giới điểm của Thế Thiện và thủ môn Bidu đã cản phá thành công. Bóng dẫn còn kỳ trường thọ. Một đường truyền cho, đây là Giang Cá Chê đang đây. Đường truyền gấp chính xác, không được. Đường cắt bóng của Thao Bảy vẫn còn. Xin chào Đại Gia Bảo nha. Và đây là đường truyền của Văn Phú các bạn. Đây là Chí Khang làm gì đây? Đúng phạm lỗi của Wakasuko. Sẽ có một đủ đá phạt cho cao độ FC Star. Chúng ta có hai cầu thủ đang đứng trước pha đá phạt này, đó là Chí Khang và Văn Toàn. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem họ phải họp đá phạt của cao độ Star như thế nào. Và đây là Ngọc Quý, dứt điểm không bầu. Ông chúng là gầu các bạn. Đây là Thao Bảy, cú dứt điểm từ xa. Wow! Và dứt điểm từ xa của Thao Bảy các bạn, rất đẹp. Tỷ số được sang bằng 2 đều cho các đội Star. Tỷ số được sang bằng 2 đều còn các bạn, một đội dứt điểm từ xa của Thao Bảy. Rất hay. Ngoài dự điểm rất bất ngờ của Thao Bảy. Và đây là kia Trương Thọ. Thì em phía đội quán của Ý Mỹ thì anh Tùng Ý Mỹ đã được tung vào sân bàn. Đó là bài dự điểm của kia Trương Thọ, anh Tùng Hậu Giang đã được tung vào sân bàn chơi vị trí trung vệ cho các cầu thủ quán cơm Ý Mỹ. Xin chào Như Yến Ngô, đã nhắn là bình tĩnh, cố lên, be the way. Đó là nhắn của Như Yến Ngô. Chào Hoài Đức, anh Thao Bảy đá gì mà đốt giày chán thiệt chứ. Kaka. Đó là nhắn của Hoài Đức các bạn. Đó là đường truyền của Chí Khang. Và đây là Thế Thiện. Chuyền giặc viên cho Ngọc Quý. Không được. Không được, thật một bí đúng. Đây quá cao số cô. Và bóng bóng rất tinh tế các bạn. Rất cảm giác. Và các bóng của Thao Bảy. Xe có bình thường ném biên cho cao thủ quán cầu Mỹ Mỹ. Đủ quyền quỷ rồi, đủ quyền quỷ của kia Trương Thọ. Còn đây là Thao Bảy làm gì đây? Đó là đường truyền dành cho Văn Phú. Văn Phú sẽ làm gì đây? Sẽ có một tình huống ném biên cho cao thủ Star. Xin chào anh Linh Bà Ná nè, chiều thứ hai em có lịch live Sóc Trăng anh Linh ơi. Lê Văn Toàn. Thành Quang Già rất kỹ thuật. Đó là một đường truyền dành cho Giang Cá Chê. Và đây là Hoàng Thương. Phản đầu của Ngọc Quý các bạn. Đây là Chí Khang. Và đây là Thế Thiện, dứt điểm không vào.
Đó là mà chỉ điểm của dân cái gì, ổng dẫn con. Đó là đường chuyền công quý. Và đây là kỳ chuyền đỏ ra bóng thành công. Dứt điểm, không vào. Đây là sao vậy? Chí Khang. Đây là ngọc quý các bạn. Có khai chị giáp viên dành cho Thế Thiện. Và đây là Quán Toàn. Chị bóng dành cho Chí Khang. Đây là Quán Gia. Đường chị giáp viên cho Quang Thương. Qua nhà chị bóng dành cho Kiều Trương Thọ. Đây là anh Tùng Ngẫu Giang, Tùng Mỹ Mỹ các bạn, đường chị cho Quang Gia. Quán Toàn. Sẽ có đủ đá phạt dành cho cao độ Star. Đây là thao bể các bạn. Một đường chuyền giặc biên dành cho Ngọc Quý. Đây là Thế Thiện các bạn. Một đường chuyền dành cho Ngọc Quý. Để Giang Cái Chơi. Giang Cái Chơi làm gì đây? Một đường chuyền dành cho Wakasuko. Wakasuko làm gì đây? Dứt điểm. Và xử lý rất hay của Wakasuko các bạn. Wakasuko giờ ghi bàn đánh số lên 3-2 cho cao thủ Quán Cầu Mỹ Mỹ. Vì vậy Vũ Kiệt được tung vào sân bên phía đầu Quán Cầu Mỹ Mỹ. Thao bể các bạn. Ngọc Quý. Chỉ Khang. Lê Quang Toàn. Không được. Là đội môn video. Và xin chào Như Ý Ngô. Chào anh Linh Bà Lá Na, chào Hoài Đức. Chào quý khán giả và các bạn hãy vào xem livestream. Thầy cổ vũ cho hai đội chúng ta. FC Star và Quán Cầu Mỹ Mỹ các bạn. Quán Toàn. Như vậy Vĩnh Thăng cũng đã vào sân các bạn. Vĩnh Thăng vào sân bên phía đội FC Star và chơi vị trí hậu vệ bên trái cho các đội trắng. Thầy Quán Toàn. Thầy Vĩnh Thăng. Thầy Quán Toàn vẫn là cao đội trắng FC Star. Đá phạt cho các cầu thủ áo trắng. Đây là Văn Phú các bạn. Và đây là bóng tốc độ của Văn Phú. Đây là Chí Khang. Chí Khang dứt điểm. Một video đã bóng chính xác rồi. Đường chuyền dành cho Quang Thương. Ở phía đầu Quán Cầu Mỹ tiếp tục có sự thay đổi cầu thủ của bạn. Cầu thủ vào sân đó là anh Tâm. Chào Đại Gia Bảo, chào Mê Công MT. Lê Quỳnh Thăng, không được. Hôm bữa vận động viên mới nay cái giải kia, cái giải dành cho U11 và U14 của bạn nó bị khang tiếng rồi. Hello anh Thái. Sẽ có một đụng đá phạt lên dành cho cầu thủ FC Star. Một nữa cảm ơn anh Mê Công MT, cảm ơn Đại Gia Bảo, cảm ơn Như Ý Cô. Tao là chuyện của quý dành cho Văn Toàn. Cảm ơn các bạn quên tụng ngủ nha các bạn. Một đường chuyện dành cho anh Tâm. Anh Tâm làm gì đây? Vẫn là anh Tâm. Lọt hay. Anh Tâm dứt điểm không?
Ngọc Quý. Và đây là đường truyền của Văn Toàn, giảng viên cho Văn Phú các bạn. Dặn là Văn Phú làm gì đây, rất kỹ thuật. Văn Phú vô. Và xử lý rất hay của Văn Phú các bạn. Văn Phú vừa ghi bàn sang bàn tỷ số 3 đều cho các đội FC Star. Và xử lý rất hay của Văn Phú. Hai đội đã qua nhiều bàn xuất phát rồi, tỷ số là 3 đều. Là Vũ Kiệt được truyền về cho trung vệ, đó là trung vệ Tùng Mỹ Mỹ các bạn, Tùng Hậu Giang. Vũ Kiệt một cú dứt điểm từ xa, thủ môn Dĩ Khang đã bóng chính xác rồi. Ngọc Quý, Văn Toàn nhận là cao thủ trắng. Chỉ Khang các bạn được truyền cho Văn Phú. Một chiếc bầu không được, sẽ có một tình huống ném biên cho các đội áo trắng. Phản đầu của anh Tổng Chí Khang các bạn. Đó là chuyện của Ngọc Quý. Và đây là anh Quán Gia làm gì đây, vẫn là các đội quán cơ Mỹ. Anh Quán Gia sẽ làm gì đây, một hai đi bóng một đi chi không được, không phải hợp chưa thành công. Đây là thao bảy đường chuyện cho Văn Phú. Văn Phú chuyền bóng cho Vĩnh Thăng. Vĩnh Thăng làm gì đây, và đây là Văn Toàn các bạn. Văn Phú, Vĩnh Thăng, và đây là Thao Bảy. Văn Toàn, Ngọc Quý, đây là Quang Thương, và đây là đường truyền dành cho Quang Cao Sugo dứt điểm. Và xử lý rất hay của Quốc Kasuko, bạn rất đẳng cấp. Và đó là những pha xử lý của Quốc Kasuko. Mình Quốc Kasuko pha xử lý rất nhẹ nhàng và những cú dứt điểm rất chính xác các bạn. Tỷ số được nâng lên 4-3 cho cao thủ quán cô ấy Mỹ. Xin chào Tống Hồ Phát, Phát Phụ Sản ở đây nhắn là chúc anh em Mỹ thi đấu tốt nha. Đó là nhận của Hồ Phát Phụ Sản các bạn. Hồ Phụ Sản còn có biệt danh là Phát Chim. Xin chào Như Ý Ngô, ở đây nhắn là hay lắm Mỹ Mỹ ơi. Đây là Văn Toàn các bạn. Mình xin cho Văn Phú. Chọn là Văn Phú, dứt điểm không hầu. Còn nữa chào đại gia Bảo nha. Đây là anh Tùng Mỹ Mỹ. Mình chuyển hướng đến vị trí của anh Tâm. Tình huống cắt bóng của Vĩnh Thăng. Hình đầu của Ngọc Quý các bạn. Đây là anh Tâm. Đây là anh Tùng Hậu Giang. Mình chuyển hướng đến vị trí của Quốc Cao Super. Tình huống cắt bóng của Thao Bảy các bạn. Đây là Ngọc Quý. Được Hoàng Thương. Đây là anh Tâm. Một đường truyền dành cho đây là Quang Gia làm gì đấy, dứt điểm không bầu. Ở điểm hơi giới của anh Quang Gia hả bạn? Thao Bảy. Đúng các bóng của Thao Bảy để biên cho các đũa đó. Đây là Vũ Kiệt. Chỉ là Vũ Kiệt, một đường truyền dành cho Quang Thương. Đó là một đường truyền cho Quang Nhà không được. Đây là Thao Bảy. Thao Bảy chuyền bóng đến vị trí của Văn Phú các bạn. Và đây là Quang Thương. Đường truyền cho Quang Gia. Quang ơi, không được. Đây là Quang Toàn các bạn. Ngọc Quý. Đường truyền giặc viên cho Văn Phú. Văn Phú làm gì đây, một đường truyền thứ hai. Dứt điểm không bầu. Tại điểm của Quang Toàn các bạn. Thủ môn Binu đã có bóng chính xác rồi. Ở đây là Quang Thương. Quang Thương chuyền bóng dành cho Quang Gia. Và đây là Vũ Kiệt. Chuyền Quang Thương. Và đây là Vũ Kiệt các bạn. Quang Thương. Đã có thủ phạm lỗi rồi.
Đủ phạm lỗi của Quang Phú đối với Hoàng Thương các bạn. Các bạn cho cao độ đỏ một đường chiến. Đó là pha gặp bóng kịp thời của Hùng Chỉ Khang các bạn. Đây là thao bảy Ngọc Quý Chỉ Khang nhận là cao độ trắng FC Star. Quang Toàn Quỳnh Thăng nhận được Quang Toàn các bạn. Đường chiến và các bóng của anh Tùng Hậu Giang. Một trong cài gắt đây, đây là Tâm. Một đường chiên. Không được, thao bảy đã có một thành công các bạn. Và đây là Ngọc Quý, dứt điểm. Và góc cho cao độ trắng. Đây là pha đá phạt góc của Ngọc Quý, một đường chiên không? Dẫn Ngọc Quý, dứt điểm, không vào. Không lên tiếng ồn, Vidu. Vidu đường truyền hướng đến vị trí quá Kasuko, làm gì đây? Đây là Hoàng Thương các bạn, gấp kỹ thuật. Hoàng Thương đường chiến phong, không được. Để biên cho cao thủ ở đó, quán cơ Mỹ Mỹ. Tỷ số hiện tại đang là 4-3 nghiêng về cao thủ quán cơ Mỹ Mỹ các bạn. Hai đội bóng chúng ta đang phải nói là mang đến một màn trình diễn rất hay. Rất hay và hấp dẫn cho khán giả cho xem đơn trận đấu này. Đây là Bố Kiệt. Bố Kiệt không vào. Xin chào anh Kỳ ban chủ. Tại như vậy trong tay anh Thanh Điền cũng đang thôi còn kết thúc hiệp 1. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất thì các thủ quán cơ Mỹ đang tạm nhận trước các thủ FC Star với tỷ số là 4-3 các bạn, khoảng cách là 1-3. Và chúng ta hãy cùng nghỉ lâu trong mấy phút. Và ngay sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại theo dõi hiệp đấu thứ hai. Thái xin em. Thái kèo sao hả Thái? Ờ đá 4 giờ. Tổng hồ phát phát phụ sản gọi là nhắn với anh Tùng Mỹ Mỹ là chúc anh Tùng Mỹ Mỹ đặt lòng ghi bàn ghi siêu phẩm nha. Kaka đó là nhắn của Tổng hồ phát phát phụ sản. Còn nữa chào phát phụ sản chào anh Kỳ ban chủ nha. Chào lại Gia Bảo. À quên nữa, chào giải thì anh em ơi, lấy giá giùm anh em ơi. À, đi đâu? Thôi đâu có dạy, có tiền không à. Lấy ra đi anh em. Kẹt. Anh nói nghe nè.
có ngày tài khoản không? Không. Không có hả? Vì sao gửi trận? Anh chào đi. Rồi ra kìa ơi, ra kìa ơi. Rồi đó đây đây. Rồi okay, sẵn về bữa nay là kỳ truyền họ đá tại sân bóng đá Hoàng Hậu Điều Nhiên trao giải cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất cho tháng 4 luôn nha các bạn. Cho kỳ truyền họ. Ok nhìn em cái tàu này quay lại đây anh tàu quay lại đây nè, quay lại quay người lại. Rồi rồi. Ủa ai chào ai ta? Rồi 1 2 3 1 2 3 ok. Rồi chúc mừng kỳ truyền họ. Ê vô trong lấy đồ. Như vậy trọng tài anh Thanh Điền cũng đã thổi còi để hai đội bắt đầu. Kết thúc hiệp 1 thì các cầu thủ áo đỏ quán người Mỹ đang tạm dẫn trước các cầu thủ FC Star thi đấu vùng màu trắng với tỷ số là 4-3 các bạn. Và cách là 1-3 và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với hiệp thứ 2. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ xem trong hiệp đấu thứ 2 này các cầu thủ chúng ta sẽ gửi đến quý khán giả và các bạn những pha bóng hay, những pha bóng đẹp như là những siêu phẩm như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem các bạn. Và liệu các cầu thủ FC Star sẽ ghi bàn sang bằng tỷ số hay không, hay là các cầu thủ quán người Mỹ tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số dứt điểm. Chúng ta hãy cùng chờ xem dứt điểm không vào, hai pha dứt điểm liên tục của đội áo trắng. Như vậy trong hiệp 2 này thì bên phía đội FC ta cầu thủ Minh Xin cũng đã được tung vào sân các bạn. Và bên phía đội quán người Mỹ thì Lý Hiếu cũng đã được tung vào sân. Cả hai đội bóng chúng ta đều có một cầu thủ rất mới các bạn, đó là Lý Hiếu được tung vào trong trong hiệp 2. Bên phía đội quán người Mỹ, còn bên phía đội Star thì Minh Xin vào sân. Đội Quang Thương xin chào Như Ý Ngô. Đây là anh Quang Già các bạn. Nghĩa Ngô gọi là nhắn là anh Tùng Mỹ Mỹ ghi siêu phẩm đi. Ghi siêu kinh điển các bạn, ghi nhiều trái siêu kinh điển.
Đó là dạng của Như Ý Ngô Hoàng. Đây là Dĩ Khang, một đường truyền dành cho Tấn Trang. Đây là Kiều Trường Thọ. Kiều Trường Thọ mới nhận cái bầu chờ cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất, xin lỗi bạn, ghi bàn thắng đẹp nhất trong tháng 4 các bạn ơi. Đây là Lý Hiếu, Hiếu bắn dây. Đợt Lý Hiếu một truyền cho anh Quang Gia, qua đây là Giang Cá Chê. Lâm Quang Gia một truyền Giang Biên, không được, thể hiện được bóng thành công. Một đường truyền dành cho đây là Thành Hưng các bạn. Đó là Thành Hưng. Và đây là Thế Thiện, Thắng Trạng. Nhận là cầu thủ MC Star. Đây là Minh Xuyên, Minh Xuyên vào sân và chơi vị trí trung vệ các bạn. Chí Khang. Đây là trung vệ Minh Xuyên. Thế Thiện. Một đường truyền dành cho Thắng Trạng. Thắng Trạng làm gì đây? Đường truyền không được. Và các bóng của trung vệ Tô Mỹ Mỹ, một đường truyền cho Giang Cá Chê. Bóng hồng chưa thành công các bạn, phá bóng lên cho thủ môn Dĩ Khang. Đây là Chí Khang, Quang Toàn. Một đường truyền cho Thanh Hưng, vẫn là cầu thủ trắng. Đó, đường truyền đến vị trí của Thế Thiện. Đã có đội thủ phạm lỗi rồi, đội thủ phạm lỗi của anh Quang nha. Thế Thiện là cầu thủ vừa bị phạm lỗi các bạn. Hiện tại xác định đó là tình huống phạm lỗi pha ngoài vòng cấm. Đó là sẽ một lần tình huống đá phạt cho các cầu thủ FC Star. Và đây là một cự ly đá phạt rất gần với khung thành của thủ môn Binu các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem hòa phù hợp đá phạt của các cầu thủ FC Star như thế nào. Xin chào Hứa Hồ, Ghi Văn Toàn. Đá đừng khoe đùi nữa Bình Viên. Đây là phải điểm không vào, phải điểm của Thành Hưng. Bóng chúng là gạo các bạn. Đây là Minh Xin, không vào. Phóng lên cho thủ môn Bi Đủ. Xin chào Như Ý Ngô, cố lên Bi ơi. Xin chào Lê Thảo, Toàn ơi về nhậu nè em. Đó là nhắn của Lê Thảo. Đây là bắn cầu, bắn cầu dành cho Chí Khang. Phải điểm rất bất ngờ của Chí Khang. Dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm của Thành Hưng, chưa thành công các bạn. Sau trận đấu này chúng ta sẽ được chứng kiến một màn trình diễn cũng rất hấp dẫn tại sân đá Hoàng Hậu vào cùng giờ tối ngày hôm nay 7 giờ các bạn, trận đấu giữa hai đội trẻ Mỹ Tú và cao thủ Fantasy. Còn bây giờ chúng ta đang theo dõi trận đấu giữa hai đội Quán Khối Mỹ và cao thủ FC Star. Tỷ số hiện tại đang là 4-3 nhưng về cao thủ Quán Khối Mỹ, cao thủ đỏ các bạn, Quang Thương. Và đây là đường truyền cho Quán Gia. Quán Gia làm gì đây? Một đường truyền giặc biên nhìn cho Giang Cá Chê, và đi bóng của Giang Cá Chê lên đây, được chi vô. Đó là ba cắt bóng của Tấn Trạng, và đây là phải điểm không vô. Khá đáng tiếc cho phải điểm vừa rồi của Lý Hiếu các bạn. Ông đi quán sang ngang. Đây là Chí Khang. Sẽ có một tình huống ném biên cho các đội đỏ. Ông nữa chào Lê Thảo, chào Như Ý Ngô, chào Hứa Hồ. Và các bóng của Tấn Trạng. Đó là bàn cắt bóng của trung vệ Minh Xin các bạn, ném đi cho các thủ đó. Quán cầu với Mỹ. Sẽ là một tình huống ném biên của anh Tùng Hậu Giang các bạn, Tùng với Mỹ. Sẽ có một đồn đá phạt lên dành cho các thủ FC Star. Dĩ Khang, Quang Toàn, điện chỉ cho Thanh Hưng các bạn. Đó là phản dứt điểm của Chí Khang, rất mạnh. Xuân cái ông khầy mắc thở luôn bạn. Chí Khang là một đội phải nói là sở hữu những cú dứt điểm cực mạnh. Đây là trung vệ Minh Xuyên.
Rồi chị nhìn cho Tấn Trang. Quán còn về thế thiện. Và đây là Tấn Trang Trang Ly. Quán còn chẳng là cao độ style gì. Minh xin các bạn Chí Khang. Rồi chị còn tưởng quán còn nhưng chưa thành công. Đây là Tùng Mỹ Bảy. Và đây là Kiệt Trương Thọ. Một truyền trên cho thủ ông Bidu. Bidu chỉ bóng xung quanh nha. Kiệt Trương Thọ. Kiệt Trương Thọ làm gì đấy? Một pha đi bóng Kiệt Trương Thọ. Một đường truyền cho Quang Thương. Một đường truyền góc cây. Đây là Giang Khá Chế. Dứt điểm không vào. Bóng lên cho thủ môn Dĩ Khang các bạn. Đây là Tấn Trang. Và đây là Quang Toàn. Đường truyền cho Thanh Hưng. Chí Khang các bạn. Xin chào Như Ý Ngô. Và đây nhắn là cố lên Giang Cá Chê ơi. Đó là lời nhắn của Như Ý Ngô các bạn. Đường truyền góc ấy không được. Đó là anh Tùng Bảo Vàng các bóng thành công. Kiệt Trương Thọ. Nhận là Kiệt Trương Thọ. Đây là anh Tùng Mỹ Mỹ. Và đánh đầu của Minh Xin. Và đây là Tấn Trang. Để biên cho các hữu Quán Cơm Ý Mỹ. Đây là Quán Già. Góc cây, đây là Lý Hiếu. Hiếu Quán Dạy làm gì đây? Cho Kha góc cây. Đó là các bóng kịp thời của Minh Xin. Ném biên cho các thủ đó. Và đây sẽ là một ném tình huống ném biên của anh Tùng Ý Mỹ các bạn. Anh Tùng Ý Mỹ, anh Tùng Hậu Giang là một đủ khả năng. Và nó là ném biên và nó là rất mạnh. Kiệt Trương Thọ và ngã ba đen các bạn. Của Kiệt Trương Thọ chưa thành công. Mới vừa rồi thôi, vận động viên mới lai một tại sân 586 các bạn, một cầu thủ Quốc Đức các bạn, cầu thủ Quốc Đức vừa có một tình huống và đó là vô lê rất đẹp các bạn. Đó là bảo bóng chính xác của Romo Bidu. Kiệt Trương Thọ chào Lưu Văn Hải nha. Chúc vận động viên chúc hai đội vui vẻ. Thi đấu vui vẻ các bạn. Chào bạn nhiên và chúc hai đội thi đấu vui vẻ. Buổi chiều thi đấu vui vẻ. Đó là nhắn của Lưu Văn Hải. Như vậy Wakasuko sẽ vào sân trở lại các bạn. Để thay cho vị trí của anh Tùng Mỹ Mỹ. Bên phía đội Quán Cơm Mỹ Mỹ. Đó là đường truyền của Thế Thiện dành cho Chí Khang. Chí Khang làm gì đây? Chẳng là các cầu thủ áo trắng FC Star. Quán còn Tấn Trang. Kiệt Trương Thọ. Và đây là Quán Già. Một đường truyền dành cho Quang Thương. Vẫn là cao thủ Quán Cơm Mỹ Mỹ. Đây là Kiệt Trương Thọ. Quang Thương. Đây là Lý Hiếu. Hiếu Quán Dây. Vẫn là Lý Hiếu các bạn. Một đường truyền giặc biên dành cho. Đây là Wakasuko. Một đường truyền. Và đây là Kiệt Trương Thọ. Vô lê không vào. Sẽ có một tình huống báo bóng lên cho môn Dĩ Khang. Mến xin. Và đây là Chí Khang. Chí Khang chịu bóng cho Thế Thiện. Thủ môn Bidu đã ra bóng rất kịp thời, bóng chính xác rồi. Và đây là Lý Hiếu các bạn, Hiếu Quán Dây. Chị giáp viên nhìn trong kia chưa có. Vẫn là cao thủ Quán Cơm Mỹ. Đây là anh Quán Già. Lý Hiếu làm gì đây? Lý Hiếu không bao. Và ba người cản phá xuất sắc của thủ môn Dĩ Khang. Sẽ có một tình huống phát và góc dành cho cao thủ Quán Cơm Mỹ. Kiệt Trương Thọ dứt điểm. Rồi Quang Thương không được. Vẫn còn là các bóng. Và đây là Tấn Trang. Chào Tấn Trang các bạn. Đó này. Vẫn còn. Và đây là Minh Xin.
Nhận là cao độ size, cao độ áo trắng các bạn. Đây là Quang Thông. Và các bóng của mình xin. Cho là các bóng của Kiều Trường Thọ, Lý Hiếu. Và đây là Wakashiko. Một chị nhìn cho Quang Thương. Gắt kỹ được. Chọc khe rất hay, Lý Hiếu không bông. À, chọc khe rất hay của Quang Thương cho Lý Hiếu các bạn. Và góc cho các vụ Quán Cơm Mỹ Mỹ. Tình ảnh quá dài. Cũng dứt điểm, không vào. Và dứt điểm hướng về góc gần của anh Quang Già các bạn. Cầu thủ số 17 Quang Già năm nay cũng trên 40 rồi các bạn ơi. Sẽ có đủ ném biên cho cầu thủ Quán Cơm Mỹ Mỹ. Cầu thủ số 7 đó là anh Quang Già các bạn. Một thủ gắn bó rất là nhiều năm với đội tuyển bóng đá Kế Sách, cũng như là cũng một cầu thủ của Đại Sơn Cần Thơ các bạn. Pha đi bóng Lý Hiếu không vào. Đó là pha cản phá của đội bóng Dĩ Khai. Đó là chuyện của Giang Khánh Chê. Quá dứt điểm của Anh Hưng không vào. Đội chuyện dành cho Thành Hưng. Đây là Bí Nu Hoàng Thương các bạn. Quá cao su cô. Xong rồi chị hướng đến vị trí của Giang Cá Chê. Và đây là Chí Khang các bạn. Không có lỗi, không phạm lỗi. Một bóng. Đó là mọi người gắt cây để Giang Cá Chê. Không vào. Ông đi vô công trong phần góc dành cho các thủ đó. Đây là anh Quang Già. Đây là anh Quang Cao Su Cô. Không vào. Bảo ngờ trên hôn Dĩ Khang. Dĩ Khang truyền dành cho Tấn Trang. Và đây là Quang Cao Su Cô. Quang Cao Su Cô làm gì đây? Một đường truyền cho Hoàng Thương. Quang ơi, vẫn là Hoàng Thương các bạn. Đây là Giang Cá Chê, đường chiến bóng. Sẽ không đủ đá vào góc cho cao thủ ở đó, Quán Cơm Mỹ Mỹ. Anh sẽ đòi ném biên, ném biên cho cao thủ Quán Cơm Mỹ. Và đây là Lý Hiếu, Hiếu bắn dày. Wakashiko. Wakashiko làm gì đây? Dứt điểm, không vào. Một Dĩ Khang đã bóng chính xác rồi. Đây là Tấn Trang, một đường truyền cho Thế Thiện. Vẫn là cao thủ star. Thế Thiện. Và các bóng quốc Kasuko. Kỳ Trường Thọ. Một đường truyền dành cho Hoàng Thương đánh góc rất hay. Kỳ Trường Thọ không vào. Lại là một tình huống dứt điểm từ xa của Kỳ Trường Thọ. Bạn lên trên một Chỉ Khang. Một đường chuyền. Đó, một đường chuyền đến vị trí của Thành Hưng các bạn. Đây là một Bi Đu. Hoàng Thương. Đừng cho khe cho Lý Hiếu, Hiếu bắn dây. Quán ơi, không được. Chỉ Khang đang có tấn công. Vẫn là Chỉ Khang các bạn. Đường chuyền dành cho Quán Toàn. Rất kỹ thuật, Quán Toàn làm gì đây? Và đây là Thể Thiện, dứt điểm. Và góc cho cao thủ FC Star các bạn.
Quang Thương. Một đường chuyền hướng đến vị trí của Giang Cá Chê các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống ném biên cho cầu thủ đó Quán Cối Mỹ. Đây là Quán Gia. Kiệt Trường Thọ. Kiệt Trường Thọ làm gì đây? Quán Gia. Và đây là Giang Cá Chê. Giang Cá Chê làm gì đây? Tình huống cắt bóng kịp thời của Minh Xin và góc cho cầu thủ đó. Đánh đầu. Đó là phản đầu của Kiệt Trường Thọ các bạn. Tình huống đá vào góc của Giang Cá Chê. Kiệt Trường Thọ vừa ghi bàn đánh số lên 5-3 cho các đội Quán Cối Mỹ các bạn. Và một pha đánh đầu. À, như vậy bên phía đội Quán Cối Mỹ thì một cái tên được tung vào sân. Đó là đội số 99 đó là Linh Bón các bạn. Vũ Linh. Vũ Linh vào sân. Và chờ vị trí tiền đạo các bạn. Chí Khang rất kỹ thuật. Wakasuko. Đó là bàn cắt bóng của Wakasuko. Bàn ném biên cho các cầu thủ áo trắng. À, xin chào Như Ý Ngô, hay quá Ý Mỹ ơi. Thả 5 trái tim các bạn. Vẫn còn. Và đây là Minh Xin. Đây là Tấn Trạng. Một đội chuyền về dành cho trung vệ Minh Xin. Và đây là Thế Thiện. Quán Toàn. Đây là Tấn Trạng. Đường chuyền vào. Thế Thiện không vào. Kỳ Trường Thọ. Và đây là Giang Toàn các bạn. Quán Toàn làm gì đây? Thế Thiện. Quán Toàn chuyền vào của nhạc viên dành cho. Đây là đường chuyền của Tấn Trạng. Quán Toàn. Vino. Đủ các bóng Vino để biên cho các đồ Star SC. Thể hiện. Chỉ ngay. Chuyện là Chí Khang một đội chuyện cho Thế Thiện. Tấn Trạng. Đây là Minh Xin. Và đây là đường pha đi bóng của Thanh Hưng các bạn. Chưa thành công. Lý Hiếu, Quang Thương. Đó là một đội chuyện hướng đến vị trí của Linh Bóng. Và thủ môn Chí Khang đã ra bóng gấp kịp thời. Cắt bóng kịp thời của Chí Khang. Tấn Trạng. Thế Thiện. Tự chiến bầu. Kỳ Trường Thọ. Lý Hiếu. Đã bắt đầu phạm lỗi của Tấn Trạng đây Lý Hiếu coi. Đã bàn cho cao thủ Quán Cơm Mỹ Mỹ. Quang Thương. Đó là chuyền dành cho Linh Bóng là đây. Không vào. Một pha đánh dài của Linh Mõm các bạn. Và đây là Quán Toàn. Quán Toàn làm gì đây? Đó là đường chuyền dành cho Thế Thiện. Vẫn là các cầu thủ Star FC. Thành Hưng không được. Phóng lên dành cho thủ môn Binu. Wakasuko. Một đội chuyền hướng đến vị trí của Lý Hiếu. Đội bóng Chỉ Khang đã gặp bóng rất kịp thời. Bóng bóng chính xác rồi. Quán Toàn các bạn. Chỉ Khang. Một đội chuyền dành cho Quán Toàn. Và đây là Tấn Trạng làm gì đây? Thể Thiện. Không được. Ở đây chỉ có Wakasuko và đây là Kiệt Trường Thọ. Đó là đội chuyền của Hoàng Thương. Và đây là đội chuyền của Linh Bóng. Và đây là Thế Thiện. Chỉ Khang làm gì đây? Và cái bóng của Kiệt Trường Thọ. Vẫn là Kiệt Trường Thọ các bạn.
Tiếp tục là pha đi bóng và cái bóng của Minh Minh Xin để biền cho các cầu thủ quán cơm Mỹ. Đây là Hoàng Thương sẽ là cầu thủ ném biên cho các cầu thủ áo đỏ các bạn. Okazuko tạo động lực cho ca của Lý Hiếu. Đường chiến quân, chiêu điểm, công bầu. Đó là pha phối hợp giữa Hoàng Thương và Linh Mớm các bạn. Bóng lên trên vùng dĩ khai. Như vậy Sa Tha sẽ được tung trở lại vào sân. Bên phía đội FC Star còn hai cho Minh Xin. Xin chào Trao Định, chào ông ngoài. Hello Trao Định, chào ông ngoài nha. Chào quý khán giả các bạn, chúng ta đang theo dõi trận đấu giữa hai đội Star và Quán Cơm Mỹ các bạn. Tỷ số hiện tại đang là 5-3 nghiêng về cầu thủ Quán Cơm Mỹ. Chúng ta đang có mặt tại sân đá Hoàng Hữu, xã Mỹ Hưng, huyện Bình Tú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là Chí Khang. Kỳ chiêu đó sẽ cầu thủ ném biên lên dành cho các cầu thủ đó. Đây Lý Hiếu, lời diện của kỳ chiêu đó dành cho Quán Gia. Và đây là đường diện của Hoàng Hương. Và đây là Lý Hiếu, đây đây chiêu bao quyền quỳ mất rồi, tình huống quyền quỳ của Linh Mõm. Và đây là bắn ròn, bắn công nhanh cho pha đủ Star FC. Đường chuyền góc hay, tấn chạng làm gì đây? Đây Lý Hiếu. Và đây ông tốc độ Lý Hiếu. Dứt điểm không vào. Bóng lên cho thủ môn Dĩ Khang, và đây là Star thế à? Vắng toàn các bạn. Thể thiện. Vậy là vắng toàn. Thành Hưng. Vậy là Thành Hưng. Thành Hưng với đêm công bầu. Bóng lên cho thủ môn Vy Đô. À, như vậy trọng tài xác định sẽ có hưởng đá vào góc cho các cầu thủ FC Star. Thắng chàng xa thế à? Đây là bóng cầu. Một đường chỉ của Văn Toàn cho cầu thủ tên Y. Đây là Wakasuko các bạn. Chí Khang. Và đây là Thế Thiện. Đường chuyền về dành cho Văn Toàn. Và đó là đường chuyền của Thắng Chàng cho Thành Hưng. Đây là Chí Khang các bạn. Chí Khang Quán ơi, Chí Khang làm gì đây? Chí Khang đường chuyền tiếng ơi. Không được. Đây là kỳ chiêu thọ. Sẽ cầu thủ đá vào góc cho cao thủ Style FC. Và đây là Hoàng Thương. Đó là một đường chuyền dành cho Linh Mớm các bạn. Không được. Đây là Văn Toàn. Và đây là Tấn Trạng Trạng Ly. Văn Toàn một đường chuyền dành cho Chí Khang. Vẫn là cao thủ Star FC. Đây là Sa The làm gì đây? Và cái bóng của Kỳ Trường Thọ để biên cho các thủ áo trắng. À, như vậy Bủ Kiệt vào sân, vào đây cho Kiệt Trường Thọ các bạn. Bên phía đội Star cũng có sự thay đổi cầu thủ. Như vậy Thao Bể vào sân trở lại các bạn để thay cho vị trí của Tấn Trang. Thế Thiện. Một đường chuyền dành cho Star thế. Thao Bể không vào. Star thế. Từ chỉ cho Chí Khang. Và đây là anh Quang Nhà.
đó là các bóng của Vũ Kiệt ném biên cho các thủ đỏ, à xin lỗi bạn, các thủ áo trắng trong trường hợp của đội tuyển Germany các bạn, đội tuyển Đức. Nó lẹ quá, Văn Hào nghe không kịp chứ gì. Nè các bạn thủ ném biên cho các thủ đỏ. Thì phía đội Stars đây tiếp tục có sự thay đổi cầu thủ. Ngọc Quý vào sân các bạn, Ngọc Quý vào sân thay cho Thành Hưng. Đây là Vũ Kiệt. Vũ Kiệt làm gì đây? Một đường truyền dành cho Quang Thương. Lý Hiếu, Hiếu bắn dài. Một đường truyền hướng đến vị trí của anh Quang Gia. Anh Quang Gia làm gì đây? Quang Thương các bạn. Và đây là Vũ Kiệt. Quang Thương. Một đường truyền vào. Linh Mẫn là ngồi đeo quyền vị rồi. Xong là bằng quyền vị lên cho cầu thủ FC Star. Đèn thao ấy. Một đường truyền cho Chí Khang. Sau trận đấu này sẽ diễn ra trận đấu với hai đội trẻ Mỹ Tú và các đội Fantasy FC các bạn. Vào khung giờ 7 giờ PM 19 giờ các bạn. Và đây là Chí Khang. Đường truyền dành cho Thế Thiện. Thế Thiện làm gì đây? Một đường truyền dành cho, đây là Ngọc Quý. Chí Khang. Dứt điểm cầu bầu. Ở thủ môn cản hóa của thủ môn Mino. Như vậy một cầu thủ vào sân bên phía đội quán tuổi Mỹ đó là cầu thủ số 56, con cháu đại thứ N của Triệu Linh các bạn, Triệu Hoàng Phục. Đó là phải dứt điểm không không? Phải dứt điểm của Thế Thiện. Chạy thủ môn Pinu. Đường ném bóng lên dành cho Triệu Hoàng Phục. Thao bảy. Cho cái thao bảy. Một đường truyền về dành cho thủ môn Diễn Khang. Để biên cho các thủ đỏ. Triệu Hoàng Phục. Nó dính cục đỏ đây quạnh luôn. Cho một lọn anh. Xin chào anh Kỳ ban chủ. Kỳ Trường Thọ ngày hôm nay cũng có nhiều bàn thắng, hai ba bàn gì rồi anh Kỳ ban chủ ơi. Đây là Wakasuko. Đây là Hoàng Thương. Hoàng Thương chuyền bóng hướng đến vị trí của Triệu Hoàng Phục. Sa Thè đang có bóng thành công. Và đây là thao bảy. Ngọc Quý các bạn. Một cú dứt điểm từ xa. Không bao. Và dứt điểm từ xa rất mạnh của Ngọc Quý và thủ môn Pinu đã cản phá thành công. Và góc cho cao thủ Sa Ta FC. Công cho đội quán quân Mỹ và đây là Hoàng Thương. Hoàng Thương chỉ bốn, đó là ba cái bóng kịp thời của cầu quý. Điều chuyển hướng đến vị trí của Triệu Hoàng Phục, con cháu đại thứ không biết bao nhiêu của Triệu Linh rồi. Đầu góc cho cầu thủ quán quân Mỹ các bạn. Dứt điểm không vào. Đó là ba dứt điểm của Vũ Kiên. Sa Thè. Chị cho Ngọc Quý. Đây là Chí Khang các bạn. Em nè. Đây là Chí Khang. Xin chào anh Kỳ ban chủ. Cái này là lý do tại em mới lai giải hôm bữa xong anh Kỳ ơi, nói hơi nhiều nên bây giờ là bữa khàn.
Đó là bàn đá bóng của Ngô Vidu dành cho Triệu Quang Phúc, không được. Để xa thế à? Và đây là Chí Khang. Ngọc Quý các bạn. Bộ truyền hướng đến vị trí của Thế Thiện và đây là Sa The. Sa The chuyền bóng như sau ấy. Và đây là Chí Khang làm gì đây? Đưa cho Kha dành cho Văn Toàn. Và đây là Chí Khang. Chí Khang làm gì đây? Đó là bà cái bóng Lý Hiếu. Và đây là Triệu Quang Phúc, con cháu đừng lên nợ Triệu Linh, đánh góc. Phải mọi người gắt đây. Đó Triệu Quang Phúc đưa chiên, đây là Lý Hiếu. Không được các bạn. Và đây là Ngọc Quý, tấn công cho đủ star. Đừng thao bể, ra người gắt đây, không được. Và đây là Triệu Quang Phúc, con cháu này thứ không biết bao nhiêu với Triệu Linh, đừng chiêu bầu. Để biên cho các đủ quán của Mỹ. Như vậy Vĩnh Thăng sẽ được tung vào sân trở lại bên kia rồi sau ta FC các bạn. Đây là pha ném biên của Quang Thương. Là Quang Già. Là Lý Hiếu các bạn. Sẽ có thuận đá bạc lên. Đá bạc lên dành cho cầu thủ trắng các bạn. Đây là thao bể, một đường chuyền dành cho Ngọc Quý. Ngọc Quý làm gì đây? Không vào. Anh Quang Già tiếp tục ăn banh nữa rồi. Đây là Chí Khang. Đây là Quang Toàn. Vẫn là Quang Toàn các bạn. Đây là Vĩnh Thăng. Đây là thao bể các bạn. Thao bể làm gì đây? Đó là một đường chuyền dành cho Sa The. Sa The không vào. Không lên trên môn Vinu các bạn. Đó là đường chuyền của Kasuko dẫn viên cho Quang Thương các bạn. Chuyện là Quang Thương làm gì đây? Đường chuyền dành cho Quang Gia. Đó là vài cắt bóng của Wakasuko. Môn dĩ khang đã bóng chính xác rồi. Đây là Sa The. Sa The chuyền bóng dành cho thao bể các bạn cũng vẫn còn. Tình huống cắt bóng của Hoàng Thương để biên cho cao thủ Star FC. Đó là chị Quân Quang Gia. Và đây là thủ môn Bi Đu Vũ Kiệt. Một đường chuyền dài hướng đến vị trí của Hoàng Thương chưa thành công các bạn. Đây là thao bể làm gì đây? Đó là chuyện Ngọc Quý và đây là Chí Khang. À, xin chào Trương Bảo Ngọc, gọi là nhắn là bệnh viên kêu Sa The về nhậu Hoàng Sa đang đợi nè. Đó là nhắn của Trương Bảo Ngọc cho dành cho Sa The. Đây là Quang Toàn, Chí Quang Phúc, đội chuyện cho Lý Hiếu các bạn. Lý Hiếu chuyện bóng dành cho anh Quang Gia. Quang Gia làm gì đây? Một chuyền giang viên dành cho Hoàng Thương. Hoàng Thương sẽ làm đây, một chuyền cho Lý Hiếu. Và đây là Vũ Kiệt. Đây là Quỳnh Thăng. Quỳnh Thăng chuyền bóng dành cho Chí Khang. Sẽ còn thủ ném biên cho các cầu thủ áo trắng Star. Là Sa The. Đó là Wakasuko các bạn và đây là anh Quang Già. Quang Già làm gì đây? Vũ Kiệt, Lý Hiếu, Hiếu bắn dây. Không được cho Kha, không được, chặn Lý Hiếu. Là Hoàng Thương các bạn. Hoàng Thương đi bóng tốc độ. Sẽ có mình hụt ném biên cho các thủ đó. Đây là Chỉ Quang Phúc. Dứt điểm. Đó là thắng của Hoàng Thương các bạn. Hoàng Thương vừa ghi bàn tỷ số lên 6-3 cho cầu thủ quán cơm Mỹ Mỹ.
Xin chào bên xe 7, hỏi anh Quý đi Cà Mau báo không Thực. Thực ơi, đó là nhắn của bên xe 7. Hỏi Ngọc Quý có đi Cà Mau báo không? Đây là Ngọc Quý các bạn. Vậy vậy một cái tên được tung vào sân bên phía đội quán của Quý Mỹ. Đó là lập lò các bạn. Xin chào Dưới Cô, hay quá Quý Mỹ ơi. Xuân Ngọc đã nhắn đem Quý Mỹ mãi đỉnh. Đó là nhắn Xuân Ngọc, đồng trò ca của Ngọc Quý. Đây là Chí Khang làm gì đây? Ngọc Quý các bạn. Đường chiếc wow, không vào. Và như vậy trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên ngang rồi. Sẽ có một thuận đá vào góc cho các cầu thủ Star FC. Đó là pha đánh góc của Chí Khang, không vào. Đây là thủ môn Minu. Đó là đội chỉ của Wakatsuko Satea. Sẽ có đội ném biên cho cầu thủ quá cơ Mỹ. Trọng tài. Như vậy anh Tùng Quý Mỹ, Tùng Hậu Giang tiếp tục tụt trở lại vào sân các bạn. Phía đội quá cơ Mỹ xin chào Thanh Quân, đã nhắn là Satea quá đỉnh. Đây là đội chỉ của Lý Hiếu, Hiếu với nhầy. Đội chỉ của Hoàng Thương và đây là Chỉ Quang Phúc Lý Hiếu các bạn. Xin chào anh Cò Hân, đó là nhắn dùm Chỉ Hoàng Phục hay lắm. Đó là nhắn của anh Cò. Và đây là Hoàng Thương, làm gì đây Hoàng ơi? Vẫn là Hoàng Thương, cái chuyện Chỉ Hoàng Phục, đường chỉ tiếng 2 dứt đêm. Đó là thằng Lý Hiếu các bạn. Và phối hợp giữa Hoàng Thương, Chỉ Hoàng Phục và Lý Hiếu. Lý Hiếu vừa ghi bàn, đường chuyền 7-3 cho các đội quán của Mỹ. À, như vậy Linh Mốm đã được tung trở lại vào sân bên phía đội quán công Mỹ Mỹ các bạn. Đây là Chí Khang đường chuyền dành cho Thao Bảy. Xin chào Trương Bảo Ngọc, đó là nhắn là Sương Nguyễn vô coi Sa Tha nè anh. Và đi bóng của Tùng Mỹ Mỹ và các bóng của Thao Bảy. Và đây là Ngọc Quý, làm gì đây Ngọc Quý? Đưa chuyền Văn Toàn. Giờ nó Văn Toàn các bạn. Để Thao Bảy dứt điểm. Và nắng rất đẹp của Thao Bể các bạn. Và tình huống dứt điểm từ xa rất đẹp. Bóng đã trúng sang ngang và đi vào lưới. Một siêu phẩm của Thao Bể. Đây là một siêu phẩm mà phải nói là dần về những phút cuối của hiệp đấu thứ hai. Cũng ngắn đi số còn 4-7 cho các cầu thủ Star FC. Và nắng rất đẹp của Thao Bể các bạn. Xin chào Thái Sơn Em, xin chào Cháu Định, Cháu Hôm Mai. Đó là nhắn là quá đẹp chú Thao ơi. Đó là nhắn của Cháu Định, Cháu Mai các bạn. Đó đường chỉ của Bí Đu bằng máu hoài chứ phải. Khi trường thọ cũng đã được tung trở lại vào sân. Xin chào Hoài Đức. Hoài Đức đó là nhắn là đá gì mà đòi đốt chạy hoài. Chết mẹ. Để bị ngừng lại dành cho cao thủ Star. Xin chào Thái Salem, quá dữ rồi anh Thao ơi. Cá. Đó là nhắn của Thái Salem các bạn. Như Ý Ngô thì đó là nhắn là Linh Mốm ghi bàn em ơi. Đó là nhắn của Như Ý Ngô. Cảm ơn quý khán giả và các bạn đã vào xem livestream cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta. Các cầu thủ chúng ta các bạn đang là Chí Khang làm gì đây? Sẽ có một tình huống vào góc dành cho cầu thủ Star. Để Thao Bể đá vào góc cho cầu thủ Star. Bữa tang dưới đêm không bầu. Bóng lên trên một Bidu. Sau trận đấu này là một trận đấu cũng siêu kinh điển các bạn. Giữa hai đội Fantasy và các đội trẻ Mỹ Tú. Và đây là Bidu sẽ phát bóng lên. Đây là Vũ Kiệt. Đội chuyện đến vị trí của Linh Mốm. Đây là Diễn Khang. Nguyễn Thăng. Đây là pha đi bóng của Lý Hiếu đi chứ không? Sa Tha. Nguyễn Thăng. Chẳng là Nguyễn Thăng các bạn. Sẽ không đúng ném biên.
cho các cầu áo trắng. Đây là Quỳnh Thăng. Cú đá riêng dành cho Chí Khanh. Quỳnh Thăng các bạn. Đây là Lý Hiếu. Và đây là Linh Bóng. Lý Hiếu làm gì đây? Cú đá riêng giang viên dành cho Chí Quang Quốc. Chí Quang Quốc làm gì đây? Đêm không bầu. Chí Khanh nào bóng chính xác rồi. Đó là đường truyền của Ngọc Quý dành cho Chí Khang. Đụng cắt bóng của Kỳ Trường Thọ vào góc cho các cầu thủ Star FC. Đã đâu? Không vào, phản đầu của Chí Khang. Để biên cho các cầu thủ Star FC. À như vậy trọng tài Thanh Điền cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu với một chiến thắng dành cho các đội quán cơ Mỹ trước các đội Star FC với tỷ số là 7-4 các bạn. Hội đồng xin tạm dừng trận đấu tại đây và hẹn gặp lại quý khán giả và các bạn những trận giao hữu tiếp theo. Và ngay sau đây thì tại sân đấu Hoàng Hậu thì mình đi tiếp tục livestream một trận cùng vào 7 giờ nha các bạn.